Thì trong tuần vừa qua, Tân Đại Dương đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn hỏi về chương trình du học hè trong năm 2015 thì như thế nào. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về du học hè. Thì các bạn thân mến, du học hè là cơ hội để cho các em trải nghiệm học kiến thức mới cũng như là tư duy mới, trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh, giúp cho các em được kỹ năng sống tự lập và có được những kỷ niệm khó quên và đặc biệt. Chương trình du học hè là chương trình kết hợp giữa học tiếng Anh và tham quan các điểm quan trọng trong khu vực, các hoạt động ngoại khóa sôi nổi và bổ ích cho sinh viên. Và học sinh thì sẽ được chăm sóc 24/7 và được bảo hiểm trong suốt chuyến đi, có giáo viên đưa đi và đón về. Chương trình thì không yêu cầu trình độ Anh văn tối thiểu và các em sẽ được làm bài kiểm tra xếp lớp phù hợp với trình độ cũng như là lứa tuổi của mình. Chương trình du học hè tại Singapore thì dành cho các bạn du học sinh từ độ tuổi là 7 tuổi trở lên, bao gồm chương trình 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần. Đối với chương trình du học hè tại Mỹ thì dành cho các bạn học sinh ở lứa tuổi là từ 12 cho đến 17 tuổi, bao gồm chương trình 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần tùy thuộc vào các bạn chọn lựa. Tại các bang như là California, ở Los Angeles hay San Diego, Las Vegas, v.v. Và hai quý phụ huynh cũng có thể là chọn chương trình du học hè tại các quốc gia như là Canada, hay là bạn chọn tại New Zealand, hay là Úc và Anh Quốc. Sau khi kết thúc chương trình học, nếu như mà sinh viên muốn học thêm tiếng Anh thì có thể là đăng ký khóa học tiếng Anh ngắn hạn tại trường. Chương trình thì không chỉ được coi là một phần thưởng dành cho năm học chăm chỉ của các em mà còn là sự khởi đầu tốt đẹp nếu như các em có ý định đi du học dài hạn trong tương lai. Chi tiết về thời gian học cũng như là chi phí đăng ký chương trình du học như thế nào thì các quý phụ huynh hãy tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến các tư vấn viên của Tân Đại Dương ở địa chỉ quận nhất, đó là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, hay địa chỉ ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội. Mọi thông tin thắc mắc về thủ tục hồ sơ du học và điều kiện đầu vào thì các bạn hãy liên hệ ngay đến các tư vấn viên nhé. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ về du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Đức Hưng, vừa nhận được visa du học Mỹ, và chúng ta cùng trò chuyện với Hưng để tìm hiểu xem là lý do tại sao Hưng lại chọn Mỹ để du học nhé. Chị chào Hưng. Em chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét của bản thân em. Em tên là Trần Đức Hưng, năm nay em học lớp 11, em học trường Phú Nhuận. Em thích chơi đá banh, đánh đàn. Cho chị hỏi là cái cảm nhận của Hưng khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Cảm nhận của em rất là vui và rất là mừng khi được nhận visa du học. Rồi, cái lý do tại sao Hưng lại chọn Mỹ để du học em? Vì ở Mỹ là có nền giáo dục tốt ở trên thế giới và ở Mỹ có chương trình kép giúp em tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền bạc. Mình học ở trường Bellevue College. Trường em là một trường top 3 nằm trong Washington, bang Washington. Trường có chương trình kép và trường thu hút hơn 37.000 học sinh trong và ngoài nước. Trường gần nhà người thân nên thuận tiện cho em việc đi lại. Và qua đó em sẽ học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Vì ngành đó là một ngành quản lý, em rất thích ngành quản lý. Ba mẹ em cũng em thích em làm ngành quản lý. Vậy thì mình có cái định hướng gì cho tương lai mình chưa? Dạ thì em sẽ học bên đó và về Việt Nam quản lý cho công ty của mẹ em. Như lúc nãy Hưng giới thiệu thì là gần trường thì gần nhà người thân của em. Dạ. Vậy thì không biết qua đó là mình có ở chung với người thân không Hưng ha? Dạ có, qua đây em ở chung với người thân. Người thân của em là gồm ông bà với là chú. Chú em làm kỹ sư xây dựng. Dạ. Cái cảm nhận của Hưng khi làm hồ sơ Tân Đại Dương thì như thế nào? Cảm nhận của em rất là vui và các anh chị rất là nhiệt tình trong quá trình giảng dạy nên em đậu visa du học. Anh Khôi rất là nhiệt tình trong quá trình giảng dạy, cung cấp các ý và sửa lại cho em mấy cái ý để hoàn chỉnh hơn. Và chị An tư vấn rất là tốt và rất là nắm bắt chương trình học ở bên đó. Thì trong quá trình học thì em ý em còn ít nên anh Khôi thêm ý cho em, rồi anh Khôi rất là nhiệt tình trong cách giảng dạy và lên mạng tìm thông tin trường em một cách rõ ràng hơn. Anh Khôi dạy rất là vui tính, đã dịch vụ Tân Đại Dương rất là tốt và
nhân viên thì rất là nhiệt tình. Qua đâu mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương không? Dạ là do là chú em giới thiệu mà. Dạ là chú em nghe tiếng là ở đây rất là tốt, không chú em giới thiệu. Chú em từ đây. Dạ không, chú em ở đây là nghe danh của Tân Đại Dương. Dạ. Bây giờ đã có visa trong tay rồi, thì nếu như mà bạn nào sắp tới đi phỏng vấn hay là gì đó thì em có lời khuyên nào cho các bạn? Lời khuyên là các bạn hãy tự tin khi vô phỏng vấn, tới Tân Đại Dương để làm hồ sơ đi du học. Rồi trong quá trình phỏng vấn thì các bạn cần phải nhìn vào mắt người đối diện, rồi luôn mỉm cười để mà trả lời tốt cái câu hỏi, thì phải cần tập trung và lắng nghe những câu hỏi một cách kỹ lưỡng. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Hưng trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, và chị thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em Mỹ học tập thật là tốt ha. Yeah. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Hưng sau khi nhận được visa du học Mỹ. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại!